Câu tiến thoái lưỡng nan có lẽ chưa bao giờ đúng đến thế với 300 người dân đang tụ tập ở đây. Sáng ngày 27 tháng 7 năm 2021, sau khi họ cầm theo kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19 và xuất phát từ tỉnh Đồng Nai về quê nhà ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Tuy nhiên, họ đã bị chặn đứng tại chốt kiểm soát COVID-19 của tỉnh Long An trên quốc lộ 1, đoạn giáp danh giữa huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh và huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Hôm nay tôi từ Đồng Nai đi về Cà Mau, nhưng qua tới khu vực huyện Bến Lức, tỉnh Long An, giáp ranh với huyện Bình Chánh, là công an tỉnh Long An là chặn chốt rồi không cho dân qua. Bây giờ dân đây yêu cầu mong mỏi chính quyền địa phương tạo điều kiện cho dân qua chốt vậy quê. Đại tá Lâm Minh Hồng, giám đốc công an tỉnh Long An cho biết, chốt kiểm dịch trên quốc lộ 1 tại huyện Bến Lức đã làm rất đúng, rất cương quyết theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Long An. Theo đó, từ ngày 25 tháng 7, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Long An đã phong tỏa toàn bộ các con đường từ thành phố Hồ Chí Minh vào tỉnh, bao gồm cả quốc lộ 1, ngoại trừ các trường hợp cấp cứu, thi hành công vụ, chở hàng hóa thiết yếu và các vấn đề cấp thiết khác có giấy xác nhận mới được lưu thông vào tỉnh Long An. Riêng đối với người dân đi xe máy thì không được vào địa bàn tỉnh Long An, bao gồm cả những người có quê ở Long An và có giấy xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính về COVID-19 còn hiệu lực theo quy định của tỉnh Long An là 5 ngày. Thực hiện theo công văn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thì từ 18 giờ tối ngày 27 tháng 7, người dân Long An cũng không được ra đường để COVID-19 không có thêm điều kiện lây lan ra cộng đồng, trong khi phía thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện trước Long An về việc này. Tuy nhiên, trường hợp của hơn 300 lao động ở tỉnh Đồng Nai đang bị kẹt ở huyện Bến Lức trên đường về quê sẽ được Đại tá Lâm Minh Hồng xin ý kiến lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét. Tối ngày 27 tháng 7, lực lượng chức năng tỉnh Long An cũng đã cho 300 người bỏ xe lại trước chốt và vào bên trong một trường học gần đó ở qua đêm chờ hướng xử lý tiếp theo. Nhưng đến 22 giờ ngày 27 tháng 7, nhiều người trong nhóm 300 người này tiếp tục ra đứng phía trước chốt kiểm soát COVID-19 ở huyện Bến Lức, dàn hàng xe và bấm còi đòi thông chốt. Tỉnh Long An đã đưa lực lượng cảnh sát cơ động đến để giữ trật tự. Theo hướng dẫn, người dân miền Tây muốn di chuyển được qua địa bàn tỉnh Long An thì trước hết phải liên hệ với hội đồng hương hoặc chính quyền tỉnh mình. Hội đồng hương hoặc chính quyền tỉnh có người lao động muốn vào Long An sẽ liên hệ với chính quyền tỉnh Long An để được phối hợp. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trong các bản tin sau.